dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu khéo léo đáp trả khi bị truyền thông Hà Lan dội nước lạnh. Bị truyền thông Hà Lan dội nước lạnh trong lần đầu ra sân, Văn Hậu khéo léo đáp trả, bản thân đang cố gắng vì hình ảnh của Việt Nam. Trước những thông tin cho rằng Đoàn Văn Hậu được ra sân là do sức ép từ nhiều phía, mới đây anh đã có câu trả lời khiến nhiều người an lòng. Lời đáp trả truyền thông của Văn Hậu được giới chuyên gia đánh giá là rất khéo léo và hợp tình hợp lý. Ngày 18 tháng 12, Đoàn Văn Hậu được huấn luyện viên tung ra sân trong những phút cuối trận Heerenveen gặp Roda JC thuộc khuôn khổ giải đấu tranh cúp quốc gia Hà Lan. Sau một thời gian dài ngồi ở hàng ghế dự bị, cuối cùng thì Văn Hậu cũng đã có cơ hội ra sân thể hiện khả năng của mình. Trong lần đầu tiên chính thức được vào sân thi đấu, anh chàng chơi hết mình ở vị trí hậu vệ trái. Người hâm mộ không khỏi tự hào khi cầu thủ Việt Nam được chinh chiến ở sân bóng thế giới. Dù Văn Hậu chỉ xuất hiện vỏn vẹn 4 phút nhưng cũng đủ làm ấm lòng trái tim người yêu bóng đá. Tuy nhiên, ngoài những lời động viên chúc mừng, cũng có không ít ý kiến cho rằng Văn Hậu được ra sân là do sức ép từ nhiều phía. Một tờ báo của Hà Lan sau trận đấu bất ngờ dội nước lạnh vào sự sôi nổi, nhiệt huyết của người hâm mộ khi đưa tin Đoàn Văn Hậu ra sân là do bên thứ ba tác động đến huấn luyện viên. Tờ báo này đưa tin, câu lạc bộ Heerenveen đang kêu gọi tài trợ từ 3 doanh nghiệp và trong đó có 2 doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Dù không có căn cứ và minh chứng, nhưng họ đã quả quyết rằng các doanh nghiệp đã có tác động đến huấn luyện viên trưởng Janssen khiến ông đưa Văn Hậu vào sân. Đáp trả, huấn luyện viên Janssen nhấn mạnh rằng Văn Hậu xứng đáng được trao cơ hội thử thách mình trên sân bóng. Tôi là một huấn luyện viên và tôi biết làm gì tốt cho đội bóng của mình và sẽ không làm theo những gì người khác muốn. Việc đưa Văn Hậu ra sân thi đấu cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Cậu ấy chơi tốt và xứng đáng được ra sân. Tưởng rằng sau phát ngôn từ huấn luyện viên trưởng, những tin đồn về nhà tài trợ sẽ chấm dứt. Nhưng sau khi kết thúc trận đấu, Văn Hậu phải đối mặt với những câu hỏi kém duyên từ phía truyền thông về câu chuyện nhà tài trợ. Cầu thủ bản lĩnh trả lời, tôi nghĩ thời gian tới câu lạc bộ sẽ có nhiều cơ hội nhận được tài trợ, tôi sẽ cố gắng hết mình để thi đấu. Khi tôi thi đấu được nhiều hơn, sẽ có nhà tài trợ cho câu lạc bộ và lúc đó hình ảnh của Việt Nam có thể lan tỏa đi xa. Câu trả lời của Văn Hậu khiến người hâm mộ không khỏi tự hào khi thể hiện được bản lĩnh của một cầu thủ Việt. Điều này càng khiến cho công chúng muốn được chứng kiến nhiều hơn những cú sút của chàng cầu thủ sinh năm 1999 trên sân thi đấu quốc tế. Sau những phút đầu tiên được ra sân trong màu áo đội 1 SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đã không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc. Cầu thủ sinh năm 1999 đã đăng tải những hình ảnh trên trang cá nhân với dòng trạng thái, phía trước là bầu trời. Người hâm mộ đã nhanh chóng chia vui với cầu thủ gốc Thái Bình. Bên cạnh đó, không ít người cũng tỏ ra rất lo lắng cho Văn Hậu về chiếc đầu gối chưa lành hẳn sau trận chung kết SEA Games 30 vừa qua. Huấn luyện viên Heerenveen, Văn Hậu được đá vì cậu ấy xứng đáng. Sau màn ra mắt của Đoàn Văn Hậu tại câu lạc bộ Heerenveen, huấn luyện viên Johnny Janssen đã tiết lộ lý do sử dụng hậu vệ tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Janssen trả lời tờ Leeuwarden Courant, tôi không cho Văn Hậu vào sân chỉ vì các cổ động viên muốn điều đó. Tôi không đi làm theo những gì người khác muốn. Trước trận chúng tôi đã có kế hoạch để Hậu chơi trận này. Cậu ấy hoàn toàn có thể chơi tốt. Huấn luyện viên Janssen nói, Văn Hậu xứng đáng với trận ra mắt này. Chúng tôi lẽ ra có thể dẫn 3-0 và như thế cậu ấy sẽ được tung vào sân sớm hơn. Chẳng phải rất tuyệt vời khi cổ động viên và chúng tôi đều muốn Hậu được vào sân. Rạng sáng ngày 18 tháng 12, Đoàn Văn Hậu trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho đội 1 Heerenveen. Anh cùng đồng đội giành chiến thắng 2-0 trước Roda JC ở vòng 2 Cúp Quốc gia Hà Lan. Trước thời điểm Văn Hậu được vào sân, khán giả trên sân hô vang tên cầu thủ này để ban huấn luyện đội bóng tung anh vào sân. Hậu vệ của tuyển Việt Nam thi đấu quyết tâm trong lần đầu được trao cơ hội ở màu áo đội 1. Cầu thủ mang áo số 15 không ngần ngại thực hiện những tình huống truy cản quyết liệt và phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi ở phút thứ 90+2. Sau màn ra mắt bóng đá châu Âu, Văn Hậu cho hay, tôi cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên ra sân ở châu Âu. Đây chính là động lực để tôi cố gắng hơn, được thi đấu nhiều hơn nữa. Văn Hậu chia sẻ, tôi nghĩ ở Việt Nam mọi người có thể sẽ vui khi thấy tôi vào sân. Tôi hy vọng mọi người vẫn sẽ cổ vũ tôi và tôi sẽ cố gắng không làm phụ lòng người hâm mộ. Ở trận đấu tiếp theo, Văn Hậu sẽ cùng Heerenveen tiếp đón câu lạc bộ Heracles trên sân nhà trong khuôn khổ giải vô địch Hà Lan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Còn bây giờ thì xin
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.